Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Khám phá lịch sử. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau du hành về quá khứ, tìm hiểu về chính sách đối ngoại đầy sóng gió của Đài Loan trong giai đoạn từ năm 1949 đến năm 1970. Tôi thì thấy giai đoạn này rất thú vị vì nó giống như một ván cờ vậy, với những nước đi đầy tính toán và cả những bất ngờ không thể lường trước được, thật may mắn khi hôm nay chúng ta có sự hiện diện của chuyên gia hàng đầu về lịch sử Đông Á hiện đại, giáo sư Nguyễn Văn Thành. Xin chào giáo sư Thành. Chào Ngọc Mai và xin chào quý vị thính giả. Rất vui được tham gia chương trình hôm nay. Đúng như Ngọc Mai nói, giai đoạn này của lịch sử Đài Loan quả thực giống như một ván cờ vậy. Thậm chí có lúc còn gay cấn hơn cả phim hành động nữa. Bạn có biết, ngay sau khi chính phủ Trung Hoa Dân Quốc rời về Đài Bắc Họ đã phải đối mặt với nguy cơ bị tấn công ngay lập tức không? Thật sao? Tôi cứ nghĩ là sau nội chiến thì mọi chuyện cũng tạm lắng xuống chứ. Vậy thì tình hình lúc đó nguy cấp đến mức nào ạ? À? Nguy cấp đến mức quân đội Trung Quốc đã sẵn sàng tấn công các đảo ven biển của Đài Loan rồi. Lúc đó, nhiều nước phương Tây, kể cả Mỹ, đều cho rằng Đài Loan sắp sụp đổ. Nhưng rồi, một điều bất ngờ đã xảy ra, cuộc chiến tranh Triều Tiên bùng nổ sự kiện này đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện. Điều này thú vị quá. Vậy là chiến tranh Triều Tiên lại vô tình trở thành cứu tình cho Đài Loan sao? Chính xác. Mỹ lo ngại sự lan rộng của chủ nghĩa cộng sản nên đã điều hạm đội 7 đến tuần tra eo biển Đài Loan bảo vệ hòn đảo này khỏi sự tấn công của Trung Quốc. Không chỉ vậy, Mỹ còn viện trợ cả kinh tế lẫn quân sự cho Đài Loan nữa. Ngọc Mai thử đoán xem Điều gì đã giúp Đài Loan vượt qua khó khăn kinh tế lúc bấy giờ? nhờ viện trợ của Mỹ. Viện trợ của Mỹ là một phần. Nhưng quan trọng hơn chính là chương trình cải cách ruộng đất mang tên Đất cho Người Canh Tác. Chương trình này được chia làm 3 giai đoạn. Bắt đầu từ việc giảm tiền thuê đất cho tá điển. Sau đó là bán đất công cho nông dân và cuối cùng là giao đất cho nông dân canh tác. Chương trình này thành công đến mức được coi là hình mẫu cho nhiều quốc gia khác học tập. Wow, thật đáng kinh ngạc. Tôi chưa bao giờ nghĩ cải cách ruộng đất lại có tác động lớn đến vậy. Thế còn về mặt đối ngoại thì sao, giáo sư? Về đối ngoại, Đài Loan tập trung vào việc xây dựng liên minh chống cộng sản, củng cố quan hệ với Mỹ, ngăn chặn Trung Quốc gia nhập liên hợp quốc và duy trì quan hệ ngoại giao với các nước khác. Mặc dù nỗ lực thành lập liên minh chống cộng ở Đông Á không thành công do Mỹ không ủng hộ, nhưng Đài Loan lại rất thành công trong việc kêu gọi các nước không viện trợ cho Trung Quốc và không thay đổi công nhận ngoại giao. Vậy ra không phải lúc nào Mỹ cũng ủng hộ Đài Loan tuyệt đối. Có điều gì khiến các nước khác vẫn duy trì quan hệ với Đài Loan trong bối cảnh đó, thưa giáo sư? Có ba yếu tố chính. Thứ nhất, chiến tranh Triều Tiên khiến Mỹ thay đổi thái độ với Đài Loan. Thứ hai, chiến tranh lạnh đang ở giai đoạn căng thẳng nhất, thế giới chia thành ba khối rõ rệt. Và thứ ba, chính sách ngoại giao cứng rắn của Trung Quốc khiến nhiều nước lo ngại. Nhờ vậy, Đài Loan vẫn được nhiều nước công nhận. Thật bất ngờ. Tôi cứ nghĩ chỉ có yếu tố Mỹ mới là quyết định. Giáo sư có thể chia sẻ thêm về việc Đài Loan ngăn Trung Quốc gia nhập Liên Hợp Quốc không? Đài Loan đã đệ đơn lên Liên Hợp Quốc, cáo buộc Liên Xô hỗ trợ Trung Quốc. Kết quả là Liên Hợp Quốc đã ra nghị quyết kêu gọi các nước không viện trợ cho Trung Quốc. Từ năm 1950 đến năm 1960, đa số các nước thành viên Liên Hợp Quốc đều ủng hộ Đài Loan. Thật là một cuộc đấu tranh ngoại giao cam go. Giáo sư có thể cho tôi biết thêm về giai đoạn thăng hoa của Đài Loan từ năm 1960 đến năm 1970 không? Giai đoạn này, Đài Loan đạt được mức tăng trưởng kinh tế thần kỳ, khoảng 10% mỗi năm. Họ tập trung vào phát triển nông nghiệp công nghiệp nhẹ, công nghiệp nặng và công nghệ tiên tiến. Đài Loan cũng thực hiện chương trình hợp tác kỹ thuật quốc tế hỗ trợ các nước đang phát triển, đặc biệt là ở châu Phi mà không kèm theo bất kỳ điều kiện chính trị nào. Điều này giúp Đài Loan có thêm nhiều bạn bè trên trường quốc tế, một chiến lược ngoại giao mềm dẻo và hiệu quả. Nhật Bản có vai trò gì trong giai đoạn này thưa giáo sư? Nhật Bản là đối tác quan trọng nhất của Đài Loan trong giai đoạn này cả về kinh tế lẫn chính trị. Nhật Bản luôn ủng hộ Đài Loan tại Liên hợp quốc và là nhà đầu tư lớn nhất vào Đài Loan. Cả hai bên đều có lợi trong mối quan hệ này. Vậy còn các nước khác ở châu Á và và các khu vực khác thì sao ạ? Hàn Quốc, Philippines, Thái Lan đều duy trì quan hệ ngoại giao và ủng hộ Đài Loan. Úc và New Zealand cũng công nhận chính phủ Đài Loan. Đài Loan còn tích cực tham gia Hội đồng châu Á Thái Bình Dương. Ở Trung Đông và Châu Phi, Đài Loan cũng có nhiều nước ủng hộ. Đến cuối năm 1970, có 71 quốc gia ủng hộ Đài Loan, nhiều hơn số nước ủng hộ Trung Quốc. Thật tuyệt vời! Vậy mà cuối cùng Đài Loan vẫn mất kế tại Liên Hợp Quốc vào năm 1971. Chuyện gì đã xảy ra vậy, giáo sư? Đó là một câu chuyện dài và phức tạp. Mỹ bắt đầu có những cuộc đối thoại trực tiếp với Trung Quốc, mở đường cho chuyến thăm của Nixon vào năm 1972. Đài Loan đã cố gắng thành lập một liên minh quân sự ở Đông Á nhưng không thành công do thiếu sự ủng hộ của Mỹ. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết hơn về những sự kiện này trong tập podcast tiếp theo. Cảm ơn giáo sư Thành vì những chia sẻ vô cùng thú vị. Quả thực, lịch sử đối ngoại của Đài Loan trong giai đoạn này có quá nhiều điều bất ngờ và bài học quý giá. Cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo của khám phá lịch sử cảm ơn ngọc mai và cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe